Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Ngay sau đây, Huyền Trang sẽ đem đến thông tin xu thế thời tiết đáng chú ý nhất trong tuần tới. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên trong tuần tới khu vực Bắc Bộ thường có mưa trong thời điểm chiều và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to. Cụ thể, theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực thủ đô Hà Nội trong ngày thứ hai đầu tuần, tức là ngày 27 tháng 5, thời tiết nắng nóng là chủ đạo với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 tới 35 độ C. Từ ngày thứ ba đến ngày thứ sáu, tức là từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5, Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, vì thế thời tiết có sự thay đổi, nhiệt độ có xu hướng giảm. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối đến đêm và sáng, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 33 tới 34 độ C. Khả năng từ ngày thứ bảy, tức là ngày 1 tháng 6, thời tiết nắng ráo quay trở lại. Hai ngày cuối tuần, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 tới 34 độ C. Tuần tới, khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế từ đêm ngày 27 đến ngày 2 tháng 6, khả năng nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao nhất trong tuần phổ biến từ 35 tới 37 độ C. Còn ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần nên hai ngày đầu tuần khu vực thành phố Hồ Chí Minh dự báo mưa giảm, thời tiết nắng nóng là chủ đạo. Nhiệt độ trong ngày thứ hai và thứ ba dao động trong khoảng từ 25 tới 35 độ C. Trong hai ngày thứ tư và thứ năm, gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh nên khiến thời tiết vẫn chuyển biến, mưa gia tăng, mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 25 tới 34 độ C. Dự báo thứ sáu ngày 31 tháng 5 đến cuối tuần thời tiết nắng nóng quay trở lại, ba ngày cuối tuần nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 tới 35 độ C. Và dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa được dự báo có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sóng cao từ 1,5 tới 2,5 m, biển động. Quần đảo Trường Sa cũng cảnh báo có mưa, sóng cao từ 1 tới 2 m. Về thời tiết trên đất liền thì cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong những ngày giữa tuần tới nhiều khả năng xuất hiện những điểm cục bộ mưa to ở vùng núi phía Bắc do tác động của khối không khí lạnh yếu. Vì thế người dân và chính quyền địa phương cần có phương án để phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Cảm ơn các quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!